Khi Ibrahim Sony biết rằng trang web 50toppizza.com đã xếp bánh pizza của anh vào nhóm 50 quán pizza ngon nhất thế giới, đó chính là giấc mơ trở thành hiện thực đối với người đàn ông Tây Phi 30 tuổi đến ý sinh sống. Tôi lớn lên ở Burkina Faso trong một ngôi làng nhỏ. Chúng tôi đã có cuộc sống tốt đẹp vì bố tôi làm việc ở Ý và ông ấy có thể gửi tiền cho chúng tôi. Chúng tôi không có nhiều nhưng chúng tôi có đủ để hạnh phúc. Họ thậm chí còn hạnh phúc hơn khi Ibrahim còn nhỏ và những người còn lại trong gia đình đoàn tụ với cha ở thành phố Trento, miền Bắc nước Ý vào năm 2004. Việc chuyển nhà mang lại cơ hội cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những khó khăn về chủng tộc. Khi tôi bắt đầu đi học, mọi thứ rất khó khăn vì tôi là đứa trẻ da màu duy nhất và tôi không thực sự hòa nhập được. Tôi không có bất kỳ người bạn nào, tôi cũng bị chế giễu và trêu chọc vì màu da của mình. Nhưng ở tuổi 23, anh đã tìm thấy một mục đích mới của đời mình. Đó là học làm bánh tại một cửa hàng bánh ngọt. Lúc đầu, Nghi cho ông chủ của mình rằng đồ ngọt có thể biến mất trong miệng anh. Nhưng sau đó tôi đã yêu những món mặn. Tôi bắt đầu thử nghiệm tại nhà. Tôi bắt đầu làm bánh mì và bánh quy giòn. Và thế là rút cuộc tôi làm bánh pizza. Ban đầu kết quả thật tồi tệ, nhưng tôi không bỏ cuộc. Sony mở tiệm bánh pizza của mình, Ibris Focacci e Pizza, vào năm 2018, bất chấp lời cảnh báo từ bạn bè rằng sẽ không có người Ý nào mua pizza từ một người da màu, nhưng anh không hề nản lòng. Allora, <laughs> ho vì thế tôi muốn xem người ta nói đúng không. Tôi bắt đầu rời khỏi cửa hàng vào giờ đông khách, chỉ giữ lại những nhân viên da trắng của tôi ở quầy, và tôi nhận ra rằng mọi người đã sẵn sàng mua khi tôi không có mặt ở đó. Nhưng dần dần, mọi người bắt đầu quen với tôi, họ chấp nhận tôi, và bây giờ chúng tôi đã được công nhận là một trong 50 tiệm bánh pizza ngon nhất ở Ý. Ibris nổi trội như các loại nguyên liệu tươi mới, chủ yếu có nguồn gốc từ nông dân địa phương. Sau đó là bột focaccia được làm bằng bột chua thay vì men bia giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị. Bột của tôi cần ít nhất 24 giờ để nở giúp tăng hương vị, bánh thành phẩm nhẹ hơn và dễ tiêu hóa hơn rất nhiều. Ibiza cũng đã vượt qua đại dịch bằng cách thể hiện sự quan tâm đến khách hàng thông qua sáng kiến pizza sospeja hoặc pizza từ thiện, khách hàng được khuyến khích chi thêm tiền để trả cho miếng bánh cho những người không có đủ tiền mua. Tôi rất vui vì sáng kiến này đã cho phép tôi giúp rất nhiều người, những người đã tin tưởng vào tôi, những người tin vào ý tưởng này, những người đã đóng góp. Sonny ghi nhớ rằng phần lớn thành công của Ibris là nhờ công của ba người đồng nghiệp của anh. Đó là anh trai và hai người bạn thân. Họ đã giúp anh vượt qua các chướng ngại vật và lật vào danh sách Top 50 Pizza.